năm sự lo sợ buồn bã gian hiểm ma kinh văn hiệu bỉ định trung chư thiện nam tử kiến sắc ấm tiêu thọ ấm minh bạch tân chứng vị hoạch cố tâm dĩ vong lịch lãm nhị tế tự sanh gian hiểm ư tâm hốt nhiên sanh vô tận yêu như tọa thiết sàng như ẩm độc dược tâm bất dục hoạt thường cầu ư nhân linh hại kỳ mạng tạo thú giải thoát. Việc dịch lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ cầu chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn, tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thẻ ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, không muốn sống nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chóng giải thoát. Giảng lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến mất xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quan sát kỹ hai bờ mé quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn. Anh ta nghĩ, ồ không, đây thực là nguy hiểm, khủng khiếp quá. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, anh ta thấy lòng tràn ngập yêu sầu phiền não về mọi việc chính yêu phiền đã đưa đến phiền não phiền não như thế nào như thể ngồi trên giường sắt từ sáng đến tối anh ta tự nghĩ ồ ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục ta phải làm gì bây giờ có thân này thật là khổ như uống thuốc độc và thấy như sắp chết không muốn sống nữa suốt ngày anh ta tự nghĩ ta chết đi thì tốt hơn ở trung hoa có ngạn ngữ tốt hơn là nên chết đi đỡ tốn quần áo người này có lẽ đã suy nghĩ như thế nên anh ta nói chết đi thì tốt hơn chết đi thì tốt hơn. Trong hầu hết những trường hợp tự tử thường có sự can dự của ma, ma hướng về nạn nhân khấu đầu đảnh lễ rồi đọc chú, nhưng nạn nhân không nghe được ma đọc chú gì, nghĩa của câu chú mà ma thường đọc là anh nên chết thì tốt hơn anh nên chết thì hay hơn hãy nhanh lên càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai nhưng qua tiềm thức lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn vì ma có tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự sát tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói thế là họ uống thuốc độc tự treo cổ hoặc trầm mình xuống biển hay nhảy từ trên cầu kim môn xuống sông đó là cách mà nạn nhân tự sát có rất nhiều ma ở quanh cầu kim môn nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong bạn tràn đầy dương khí, nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh khí thần của người ấy đều yếu, thì ma liền nói, ông chết đi là tốt hơn, tốt hơn là ông nên chết đi và người ấy nhảy xuống sông. Hầu hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động, thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được giải thoát anh ta thường hay bảo người khác xin hãy giết tôi đi nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống thì rất tốt tôi sẽ được giải thoát